các bạn, hiện mình đang có mặt tại hồ Dầu Tiếng. Thì mùa này là mùa nước cạn các bạn, thì nước đã rút xuống tới từng dưới chân mình tới đây nè. Thì bình thường các bạn nhìn qua bên phía trước các bạn là bình thường là nước lên tới cái bậc nước cao, tới cái bậc cao mà bờ đê đó các bạn. Đằng xa xa là bờ đê, bình thường là nước lên tới trên đó thì người ta không thể nào nuôi gà được. Thì trong mùa khô này người ta sẽ bắt đầu người ta nuôi con gà, có cái những cái chuồng gà di động đó các bạn. Thì đợi mùa nước lên là người ta sẽ ginh lên. Thì mùa này là nước rút rồi cỏ cũng mọc màu xanh này nè. Thì mình đang đứng lên bên bờ hồ Dầu Tiếng. Thì tại đây là ngư dân là đánh cá, bắt cá, thì có rất là nhiều ghe xuồng nhỏ nè các bạn. Đây là những cái xuồng, cái này là những cái đồ bắt cá của ngư dân. Đây là những cái thao đựng cá nè. Bên kia là những cái trại lều của người dân ở đây, người ta sinh sống ở đây là trong những cái mùa khô này là người ta đánh bắt cá, là người ta tới đây người ta ở, người ta cắm cũng như một cái trại vậy đó. Thì người ta sống ở đây là quanh năm, người ta nhờ cái vụ mùa khô này người ta sẽ bắt cá các bạn. Thì mình sẽ qua bên đó mình xem cận cảnh hơn nha các bạn. Ở đây có một cái lồng nè các bạn, thì mình thấy cái lồng cá của người ta để, nhưng mà mình chỉ dở lên mình coi thôi nha các bạn, coi có gì trong đây không nha. Người ta để cái lồng này không có gì các bạn ơi, lồng không có gì, người ta chỉ để cái lồng đây là kiểu như là ta bắt cá xong, người ta đánh bắt xong người ta để, người ta động cái trong cái lồng á, xong sáng mai người ta đem bán cho thương lái các bạn. Thì đây là rất là nhiều cái tàu luôn các bạn, cái ghe nhỏ các bạn, người ta không xài nữa, ta úp xuống nè. Thì bờ hồ Dầu Tiếng các bạn, bình thường là nước lên á thì mình nghĩ là nó sình nhưng mà nó không có sình. Ở đây là hoàn toàn là đất cát luôn các bạn nè, mình đi là không lúng luôn á, là nó nước vừa rút xuống là xe mình có thể chạy được luôn, là không có lúng xuống luôn, cả xe hơi cũng vẫn chạy xuống được luôn. Có một cái tàu rất là đẹp luôn, 5 sao, có một cái vỏ nè các bạn, cái này kêu bằng cái vỏ là 5 sao, rất là đẹp luôn, TTC rất là đẹp luôn. Có một biểu tượng như cái hoa mai đợt, cái hạt quy hà màu đỏ các bạn. Ở ngoài kia thì có một người ta đang chạy chiếc vỏ các bạn. Có những cái tàu lớn hơn người ta đậu phía xa, còn cái tàu những cái ghe nhỏ thì mình đậu phía bên trong. Mấy con gà, mấy con vịt nè các bạn, khi mùa khô rút xuống nữa để ở được nè. Đây người ta ngư dân đây ta nuôi gà nuôi vịt nè các bạn. Đây là cái chuồng đó, mình lại cận cảnh hơn nè. Đây có vịt các bạn, rất là nhiều bên đây luôn các bạn. Không còn gà. Đây có bầy vịt nữa các bạn. Gà vịt rất là nhiều luôn. Cái đó có cái chú cho hỏi hồ, cái hồ này mình cạn lâu chưa chú? Lâu rồi. Dạ. Qua Tết là cạn chú. Dạ. Thì cái chừng mà nó cạn được mấy tháng thì nó mới tháng 7 tháng 8 nó mới lên. Dạ. Rồi mình gia đình mình đóng đô ở đây luôn hả chú? Một cô chú ở đây. Dạ. Dạ. Đâu đâu cũng cụ người ta bắt vịt á. Dạ, thì ở đây thì gia đình chú này ở đây các bạn, ở đây mình mùa khô thì ở đây là để giữ ghe, gia đình bắt cá, bắt cá mình bán cho thương lái các bạn. Đây là những chiếc ghe của gia đình chú à. Từ đằng xa xa đó là cái bè đó các bạn, người ta để cá ngoài đó, người ta gọng ngoài đó, khi mà thương lái vô người ta sẽ bơi ra đó, người ta lấy cá đem vô đây để giao cho thương lái đem đi bán ở các chợ tỉnh lẻ các bạn. Là cái hồ nước ngọt của người dân mình xài ở dưới cái khung mà hồ Dầu Tiếng các bạn, để dự trữ một cái bình hồ nước nè. Và đây là một cái nhà vệ sinh màu đen. Nhưng ở dưới hồ người ta vẫn để một cái nhà vệ sinh màu đen để gia đình người ta xài các bạn. Thì đây là cái dụng cụ để người ta đựng cá nè các bạn. Những con cá nhỏ người ta cho đi giăng cái lưới nè, để cho vô đây là nó không có bị lọt ra ngoài á, là người ta bắt đầu đựng xong là ta để dưới mà đậy lại, đóng nắp lại và xách lên các bạn, có thể gọng dưới mà cặp mé luôn. Thì đằng kia mình thấy có một chú đang chạy ghe vô kìa, không biết có gì không để mình chạy qua coi nha các bạn. Rồi, rất là nhiều cá tép luôn các bạn, nhiều tép. Chú nói chú nó đem đi gọng tôm, chú sẽ gọng qua bên một cái bên kia. Thấy còn rắn thôi trời. Nó thì có tất cả các hải sản thì khi chú bắt được chú đem lên đó thì ở đó các bạn, thì người ta sẽ rộng ở đó. Còn đây là cái nguồn rau, nó có cái nắp kìa. Nắp gì? Nó giữa mở nắp lên là cái con coi khoan là đợi cá các bạn. Đây là lưới nè các bạn,
nè, đó có mấy con cá nè các bạn. Đây nè, đây là cá là chú để riêng nè. Nè bành ra thử nè. Xin phép chú con bành ra thử. Đây nè các bạn ơi. Wow, chú bắt vô cá rất là tươi luôn nè. Tươi sống nè, có những con tép nhỏ nữa nè. Và hồ Dầu Tiếng sáng nay là có cuộc thi đua dù nè các bạn. Thì dù đang bay lên kìa. Thì dù được bay lên trên phía trên không trung kìa. Thì rất là nhiều người tập trung. Thì bây giờ mình sẽ tiến gần bên đó hơn nha các bạn. Thì mời các bạn cùng theo dõi kênh Trinh Miệt Vườn của mình nha. Bay lên các bạn ơi. Thì tại khu vực hồ Dầu Tiếng của Tây Ninh. Thì ở đây hôm nay là có rất nhiều sự bảo hộ vệ của công an và xe cứu hỏa và cứu thương. Thì các bạn thấy không? Thì bay lên mỗi lần 2 chiếc. Mỗi lần bay xong đó là sẽ quay về trở lại điểm cũ xuất phát. Thì hôm nay là trên bờ hồ đây rất là nhiều người dân, người ta đang đứng xem bên kia các bạn. Thì cái điểm bay là cái điểm từ ở trên bờ trên bờ đê và bay xuống đi một vòng và bay ngược trở về điểm xuất phát. Thì hôm qua thì mình có nghe nói kênh Trinh Miệt Vườn hôm qua đã nghe nói là hồ Dầu Tiếng đã có cuộc thi đua dù này, nhưng mà buổi chiều ngày hôm qua đó mình lên hơi bị trễ và mình đến đây là mọi người là nói là buổi sáng là do có 3 dù, nhưng mà bay là trong lúc bay các bạn thì nó bị tét hết một dù cho nên là cuộc thi nó đã dừng lại. Và sáng hôm nay mình đã đi đến đây thật là sớm để mình tranh thủ là mình để mình ghi hình lại được cái khoảnh khắc mà bay dù này. Thì sáng hôm nay hai chồng mình thức rất là sớm luôn và mình đã đi mình ghi hình lại là trong buổi sáng nay là mình đã đi tới được cái chỗ mà ngư dân đánh cá nữa, mình đã cũng đã ghi hình lại. Và trong kịp khi lúc này là mình quay lại là mình đã thấy dù đã bay lên, cũng vừa kịp lúc là mình quay được luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không, dù đó quay là điểm xuất phát và bắt đầu bay nữa nè. Thì mọi người dân ở đây rất là háo hức xem. Thì đa số người dân xung quanh vùng này các bạn thì không phải ai cũng biết cái vụ cuộc thi mà đua dù này đâu. Có những người mà lân cận rất là sát luôn mà cũng không biết được cuộc thi đua dù này luôn. Thì hôm qua là mình do mình đến đây trước là mình đã hỏi qua những cái người mà người ta ở gần đây, người ta hay buôn bán ở đây, người ta biết nắm rõ về cuộc thi ngày hôm nay. Cho nên mình đã mới tranh thủ mình quay lại được. Các bạn thấy wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn xem nè, wow, rất là đẹp, wow, một cái đỏ và một cái cam, các bạn thấy một người ngồi lái và một cái vòng quay nè. Wow. Có một cái quạt ở ngoài sao các bạn, và người ta ngồi kiểu như là rất là đã luôn các bạn ơi, wow. Cái cảm giác mà mình đứng mình xem á, trực tiếp á, nó hay hơn là rất là nhiều luôn. Nếu các bạn xem trên màn ảnh thì các bạn cũng cảm nhận được là trong màn ảnh mình thấy hấp dẫn, thì phía ngoài mình còn hấp dẫn hơn nha các bạn. Thì trong lúc mà đang xem video của kênh Trinh Miệt Vườn thì các bạn yêu thích kênh thì xin các bạn hãy cho một like, một đăng ký ủng hộ kênh để kênh có động lực làm video tiếp theo và những video hấp dẫn hơn như thế này nè. Thì kênh luôn tìm tòi những cái mà mới hấp dẫn để gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem trên kênh Trinh Miệt Vườn. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Cái dù này hai người luôn các bạn ơi. Wow, đánh một vòng xa trên hồ Dầu Tiếng. Thì cái bờ hồ Dầu Tiếng này như lúc nãy mình có nói á, khi mà mùa nước lên đó các bạn thì nước nó sẽ ngập tràn tới cái bờ này lên luôn nè. Ở phía chân mình nè, ngập tràn lên tới bờ đê trên đó luôn. Thì bây giờ là mùa nước nổi là nó ra tới bên kia. Và trong một vài tháng nữa là có thể mình sẽ ra tới ngoài hòn đảo ngoài kia luôn các bạn. Xa kia đã có một cái dù chuẩn bị lên đó các bạn ơi. Thì cái dù này là cái dù khác nữa các bạn. Hồi nãy là cái dù khác, bây giờ là hình như là có một cái dù mới lên nữa rồi. Wow, anh ngồi anh quay lưng lại luôn các bạn, nhưng mà anh vẫn lái với cái tốc độ là điều khiển là rất là tốt luôn các bạn. Wow, bay lên không công là hình như là mình thấy cái dù này là bay cao hơn những cái dù hồi nãy luôn các bạn. Bay cao nhất cho so với cái dù hồi nãy là hai cái dù trước nãy bay qua là nó thấp hơn, cái dù này anh bay cao hơn. Wow, rồi sao tắt máy các bạn ơi. Mình nghe cái tiếng máy nó tắt á, mình rất là sợ cho nên là mình nghĩ là nó đã tắt máy. Mình cũng có hồi hộp á các bạn, do mình hồi hộp á, nghe tiếng máy nó im quá cho nên tắt cái mình thấy mình lo sợ. Wow, thành ra là anh chắc là anh tắt máy cho anh hạ cái độ cao xuống á. Wow, rất là hay luôn. Rất là nhiều người dân đứng xung quanh nhưng mà do những người ta không biết á nên là không có tới được. Thì hôm nay là cái quy tụ các nghĩa là nhà báo, YouTuber rất là nhiều luôn. Mà cái dù này mình nghe nó im hơn mấy cái dù mà hồi nãy bay ngang các bạn. Sao không hiểu sao cái dù này rất là im luôn. Hai cái dù nãy có tiếng ồn mà cái dù này rất là im gió luôn. Rất là nhiều cái anh lái dù
kiểu như là mỗi anh là biểu diễn một vòng á các bạn. Anh này biểu diễn 2-3 vòng xong rồi quay lại tới đổi tay cho anh khác biểu diễn. Wow, hai cái dù trâu nhau rất là đẹp luôn kìa. Song song luôn các bạn, bay rất là đều, hạ cánh rất là đều, an toàn. Wow. Tuyệt vời. Mọi người xem trên bờ đê rất là cổ vũ. Thì cái dù đó bay lên nữa các bạn ơi. Thì cái dù màu cam đó, anh màu cam anh đổi tài rồi, bắt đầu là một người khác bay lên lái nữa các bạn. Thì mình thấy có đây là có mấy anh áo trắng á, là cả mỗi người cầm một cuốn sổ, và mấy cô áo trắng là kiểu như là phần giám khảo vậy các bạn. Là mình thấy là trên tay cầm một cái cuốn sổ và một cái chiếc, kiểu là chấm điểm cho cái đội, cái anh tài lái nào á, thì mình nghĩ là có giải thưởng nha. Wow, chuyến này là mấy anh là biểu diễn hết sức mình luôn, là do cái phần thưởng là do có giám khảo chấm điểm các bạn, không phải là một cuộc thi chơi đâu, là có giám khảo, có bài bản, có logic chẳng thôi. Thì đằng kia là bung một cái dù, cái bạc hay một cái dù, mình thấy là xa xa mình không thấy rõ. Thì tuy nhiên là mình không có được lại gần á, là mình không được cận cảnh á, do là cái sự mà an toàn á là do có bảo vệ và công an huyện, công an tỉnh Tây Ninh đã xuống đây hỗ trợ. Xe cứu hỏa và xe cứu thương cũng có mặt tại đây để đề phòng những cái bất chắc đó các bạn. Thì phía trên bờ đê hiện thì cũng có một nhóm là trẻ em, những người lớn thì đang ngồi để tung hô là cổ vũ cho mấy anh. Wow, có một cái chiến anh màu cam, anh không mình không biết là anh có bay lại gần đây không nữa, hay là anh chuẩn bị hạ cánh đó, là đằng câu đó luôn. Wow, mình thấy là anh lại đây cũng gần gần đây các bạn. Thì anh của mấy anh này, anh cũng rất là dễ thương. Hồi nãy mình cái lúc mà mình quay á thì mấy anh cũng bay cận cảnh là để cho mình quay các bạn. Đi một vòng quay thì thấy mấy ảnh là bay đổi tài rất là nhiều, tài đang đứng ở kia đằng kia luôn. Hiện tại đã có một cái dù màu đỏ sao vàng, màu cờ sắc áo của Việt Nam mình. Mình rất là thích vì Việt Nam mình là có một cái dù bay. Thì dù là nước nào bay nữa mình vẫn thích đội Việt Nam mình bay hơn.
Thì đây các bạn ơi, đội Việt Nam mình đã tới đây, cờ đỏ sao vàng. Thì hôm nay là có 4 nước. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh Trinh Miệt Vườn. Thì các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh Trinh Miệt Vườn nhé. Thì mình xin được chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe và có một buổi xem video thư giãn thoải mái bên bờ hồ Dầu Tiếng.